Hai bà mẹ trẻ Bắc Hà trắng. Đó, còn mấy anh em cho con Bắc Hà trắng thì chờ con của hai con này. Hai em này thì một em đẻ được 4 em. À, và một em đẻ được 5 em. 4 em thì lót ổ 1. Còn 3. Và một em thì đẻ được 5 em. Không lót ổ em nào. Cho hai con mẹ ra ngoài chơi chút cho nó lăng xăng tí. Ok. Vào hè thì chúng nó thay lông hết một lượt. Lông bây giờ nó đang rất là thưa, nhưng nhìn nó vẫn đẹp. Rất là vui vẻ, con chó rất là vui vẻ. Đây là một giống chó ta có thể nói là rất là tuyệt vời để mà nuôi làm con chó giữ nhà, tuyệt vời luôn. Đẹp, trắng muốt luôn mà quấn người, quấn chủ thuần người, sạch sẽ. Bãi sân chơi của chúng nó thì đến hôm nay là được đoạn khá là dài rồi, nửa non này. Thêm lõm nữa, ba con đang nuôi con. Hai bà mẹ này là muốn vào rồi đấy, muốn vào trong nhà đấy. Để tí cho nó khô hẳn lông đi, hôm nay nó nắng nắng một tí thì lôi ra tắm, lôi ra tắm cho chúng nó chăm con cho nó mát mẻ. Lõm thì đợt này cũng đẻ được 4 con. Lõm thì rất là to chó, cọc cực kỳ to luôn. Lõm thì lõm to như một con trâu vậy. Đây. Vàng rực luôn. Lõm nhìn lõm như con gấu ấy. Ba đứa này là nó nuôi con nó ở cùng với nhau. Bắc Hà trắng nhìn nó rất đẹp, lúc nó thay lông nhìn nó vẫn đẹp. Thôi về đằng cỏ này chơi cho nó sạch. Sao? Sủa gì? Dọa, dọa mấy đứa bên kia. Sủa uy lực phết đấy. Không có chuyện đùa. Thôi lõm, lõm giữ lông cho nó khô đi. Lau lau ướt vào người anh cho nó khô á. Lau lông cho khô hả? Quá nhỉ. Yêu thương quá. Thơm quá, lõm hôm nay thơm quá, tắm xong thơm phức luôn đấy. Để cho các em nó chơi cùng với này, của mỗi mình chủ, của mỗi mình lõm à. Và chơi với các em tuyệt đối không được bắt nạt chúng nó đấy. Cứ cậy lớn mà bắt nạt chúng nó. Chúng nó là hai chị em, chúng nó quay vào
là chúng nó cũng không ngại đâu. Đấy, lõm thì nó to, người nó to, nhìn trông nó với con Bắc Hà. Bắc Hà thì hai con này mới đẻ lứa đầu. Thôi lõm ơi, chỗ đây anh mới trồng đấy, đừng có đào. Hai con này nó mới đẻ lứa đầu, hai con Bắc Hà mới đẻ lứa đầu nên là nó chưa vỡ ngang. Lõm. Nhìn con lõm mà nó phát ngang là nhìn trong người nó to gấp đôi. Với lại cái con cọc là người nó dày hơn con Bắc Hà. Cọc là bụng nó bằng, Bắc Hà là bụng hơi thấp. Rất xinh luôn. À, đấy, siêu gần đấy. Để mọi người ngắm, mọi người tưởng tượng ra cái con Bắc Hà, nếu mà con Bắc Hà trắng ấy, khi mà nuôi lớn lên nó như thế nào. Con đực thì nó sẽ to hơn như thế này một chút. Con cái thì như thế này. À, nó sẽ dày, nó đẻ xong hai lứa nó sẽ dày ngang ra một chút. Nhìn, con chó ta mà nhìn trông nó rất là đẹp. Thôi lõm ơi. Cọ thì cọ ra chỗ cỏ, không được ra rũi đất vì là người còn đang ướt. Chỗ nào nào, chỗ nào muốn vào rồi. Rồi hôm nay lại tắm lại cho sẹo, cái sẹo được tắm hai lần. Cho tiện cho sẹo ra tắm này, cho sẹo ra chơi cùng một tí luôn. Bộ lông của sẹo với lõm là cái lông vàng cháy. Đấy, trắng muốt này, Bắc Hà trắng muốt nhìn đẹp. Cọc vàng cháy nhìn đẹp. Vàng quá nắng này. Nào, không đào. Chỗ đấy đất nó mới mà nó sát mép tường. Nào, muốn nó không đào chỉ có khi nào cỏ nó mọc lên phun hết thì lúc đấy nó sẽ không đào nữa. Thôi cho ba con cái vào trong được rồi đấy. Mở ra là chúng nó vào, là chúng nó theo, chúng nó chạy vào thôi. Muốn vào rồi. Không, đang ra hóng chủ mở cửa cho vào. Mở ra. Nô. Sẹo thì nó mở ra nó cũng không vào đâu. Cứ mở ra cho ba con cái vào đi. Vì chúng nó muốn vào với con rồi. Kìa. Đấy, cong đít chạy vào ngay. Còn một mình sẹo, cho sẹo chơi thêm một tí. Vệ sinh. Có cái chỗ mép này cỏ nó chưa mọc, mới đặt cỏ chưa mọc nên nó cứ ra nó đào. Ok chưa? Vệ sinh chưa? Nay nhìn người ngợm này trông đầy đặn hơn tí đó. Hôm trước là nó mưa bão liên miên, thành ra là ông tướng là ông ấy sợ, sợ sấm là ông ấy ảnh hưởng tâm lý ông gầy. Ok, chơi một tí nữa giờ vào nhé. Ok, thôi hẹn mọi người ở cái video sau sẽ quay mấy con Bắc Hà và con của lõm. Này nó mới đẻ, nó còn bé quá chưa quay. So.